Chào mừng các bạn trở lại với channel Quang Hải. Quang Hải xin kính chào quý vị và anh chị em. Hôm nay Quang Hải xin kể một trong những câu chuyện về phép lạ của cha Francisco Trương Bổ Diệp. Thì có người cho rằng đây là một câu chuyện chính do Ngài làm, và có người cũng cho rằng đây là chỉ là một cái trong những cái truyền thuyết truyền tay nhau thôi. Thì dù là như thế nào thì mình cũng xin kể cái câu chuyện này. Thì cái câu chuyện này từ rất là lâu rồi, lúc nhỏ mình cũng đã nghe, là chuyện của một ông chủ thầu vật liệu xây dựng. Thì từ những năm của thập niên năm 1980 trở về sau, thì hàng năm cứ vào ngày 11 tháng 12 tháng 3 dương lịch, thì dòng người cả lương giáo và người có đạo từ các nơi lại đổ về giáo xứ Tác Sậy. Giáo xứ Tác Sậy thì nằm trên một con đường quốc lộ, thì cái nơi này mình cũng đã may mắn đã ghé đến đi hành hương. Thì trên những chiếc xe đò chở khách thì người ta có thể nhìn thấy hình ảnh của một vị linh mục mặt vuông, chữ điền rất dễ mến. Họ xuống để dự lễ của cha Francisco Trương Bổ Diệp. Ông Phước, người trông coi phần mộ của cha Diệp tại nhà thờ Tác Sậy, kể lại cái câu chuyện sau đây vào một buổi trưa tháng 4 năm 2010. Thì câu chuyện này cũng đã xảy ra 10 năm rồi. Câu chuyện này chính như ông kể. Thì vào khoảng những năm đầu thập niên năm 1980, thì bờ kinh cạnh khu nhà thờ này còn gọi là một bãi đất trống, làm nơi ghe và xe cộ dừng lại để đổ hàng. Thì nửa đêm có một ông chủ ghe chở đầy vật liệu xây dựng như là gạch, cát, xi măng đậu bên bờ kinh. Thì ông bỗng trông thấy một vị khách mặc áo dài đen theo kiểu nhà dòng từ ở trên bờ bước xuống. Thì vị khách tự xưng mình là cha xứ của nhà thờ Tác Sậy, mua hết các vật liệu trên ghe và để xây dựng nhà thờ. Thì giá cả hai bên đã giao kèo xong, đã xong hết rồi. Thì chủ ghe đồng ý bán và hẹn hôm sau sẽ cho công nhân đem hàng lên rồi sẽ nhận tiền. Thì cái biến cố đó được ghi lại, và sáng hôm sau trước khi giao hàng, chủ ghe lên nhà thờ. Thì đúng như là đã giao kèo thì chủ ghe bước lên nhà thờ để mà giao hàng và nhận tiền. Thì định gặp cha xứ để biết chỗ cho công nhân xếp hàng. Đến khi gặp linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Tỏ, ông rất là ngạc nhiên, từ giọng nói cho tới gương mặt thân hình, vị linh mục này là không giống như cái vị khách mà đã đặt mua hàng tối hôm qua. Thì cha Tỏ nói là: "Tôi hiểu, đó chính là linh hồn cha sở Francisco Trương Bổ Diệp đấy. Ý ngài muốn xây lại nhà thờ nên hiện ra như vậy." Cha kể cho ông chủ thầu nghe các chuyện linh ứng của cha Bổ Diệp, rồi nói: "Ý tôi cũng muốn xây lại ngôi nhà thờ cho đàng hoàng, nhưng họ đạo còn rất là nghèo, chưa đủ tiền. Thì thôi thì cáo lỗi với ông là hẹn khi khác." Thì ông chủ thầu nói là cha Diệp đã linh ứng như vậy thì con không dám lấy tiền, mặc dầu con là cái người bên lương. Ông chủ thầu là người bên lương, nhưng mà ông xin hiến tất cả những cái vật liệu như đã thỏa thuận trước đó và để xây dựng nhà thờ, không nhận một đồng nào cả. Thì ông chủ thầu lập tức cho người khuân gạch, cát, xi măng từ dưới ghe lên rồi đi. Ngay cả tiền công bốc xếp của các công nhân ông cũng tự tay trả và không để nhà thờ phải trả đồng nào. Thì không ngờ từ đấy chủ ghe buôn bán, từ đấy thì ông chủ ghe buôn bán càng ngày càng phát đạt lên, qua cái biến cố mà ông tình nguyện cho hết tất cả những gì mà đã giao kèo. Thì ông cho rằng mình được cha Diệp phù hộ nên mỗi lần đi qua hộ phòng, ông thường quay lại nhà thờ Tác Sậy để tạ ơn cha. Cũng theo ông Phước thì những chuyện linh ứng của cha Diệp ngày càng lan rộng hơn. Từ đó về sau, khách thập phương kéo về nườm nượp để cầu xin cha ban ơn lành. Như vậy các bạn cũng đã biết, những ai đã đi hành hương cha tại nhà thờ Tác Sậy thì các bạn cũng thấy là những cái nơi mà cha đã nằm nghỉ, rồi cái nhà thờ mới nhất tại Tác Sậy cũng đã xây dựng lên rất là đẹp.
Thì đây là một trong những phép lạ mà cha Trương Bổ Diệp đã làm. Thì theo các bạn thì sao? Các bạn đừng quên ủng hộ, đăng ký kênh của mình. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.